Tháng nó rõ vậy á. Rồi sống chừng chừng không có ai được mà đều ở nhà anh sống, sống cũng nó gọn gọn để nó dư cái rồi sao cưới vợ cho nó. Sáng giờ nó, cũng nó chịu rồi anh gần xong rồi. Có tiền cưới vợ còn nó, có nó thiệt vô mà nó không chịu. Một mô nữa là xong coi như rồi. Ủa? Giờ... Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cũng có coi như là triệu à. Một hàng rưỡi nữa là xong rồi. Mà nên cũng định dụng hổm cất cái nhà dưới đâu có 60 triệu mày cho nó gọn gọn nó định kiểu vậy vậy anh cũng rồi có ló đồng nào thì mình xài vượt lên cái đó thì cái chi phí mình không cái kiểu quá tầm thì nó không có cả, nó sụt lùi ha. Xé cái mũ dễ hơn hay là mình trút xuống dễ hơn vậy? Chắc là dễ hơn. Cái bịch cứng thì trút ngược xuống dễ hơn ha. Bịch mềm thì mình xé dễ hơn. Dương Sáu từ nào có đi ngay cầu Bà Nâu không? Cầu Bà Nâu có đi ngang cầu Bà Nâu hả? Chưa được. Dạ, tại vì bố mới đi lên cái đám sinh nhật trên á. Rồi. Đi ngang đó không được, phải đi vòng ở kia, sau gì đi ngã nhà trên cánh. Rồi. Ngay đi được, ông ạ, đi yêu rồi. Bự cầu bự chẳng, bị ngang tới 6 thước rồi. Tại cháu hôm qua con cháu nó có về nói cậu trời cậu làm cậu có 2 thước 5 mà làm cậu 6 thước rồi cái đó anh ta hầu sau này thì tương lai thì nó cũng phải nói lậu ra nữa rồi. Nó là sau này nó làm cái lỗ bất hồng gì á, đâu mấy này đi xuống với lỗ làng luôn. Rồi xuống cả sáu, xuống dầm nước trong, xuống thành phố luôn, làm cái lỗ bất hồng á, cho nên nó bắt này. Dưới sẵn nó làm con đê quốc phòng. Thì nó hàng ở ngoài dầm nước trong ha. Hả? Dầm nước trong. Rồi. Ở bên dưới trái á, biết không? Biết. Rồi thì nó chương trình nó hàng ai dưới trái. Ở đó. Ở đây là hồi sáng này Khánh mua xôi, bánh mì thì ăn buổi sáng, xôi thì ăn buổi trưa. Xong rồi Dưỡng Tư vẫn nói là
theo như xôi giò là dưỡng ăn một lần được mười mấy cục hả anh Tư? Một lần luôn á. Một lần được mười mấy cục xôi luôn. Nói không tin. Con không tin. Thử à. Thử cho biết. Thử cái có không à. Nếu bây giờ thì không hết thì ông Tư phải tôi có tiền hả? Con chứ sao giờ tại dưỡng hứa. Còn nếu mà hết thì con phải trả tiền chứ sao giờ. Mà làm thử thì không mời làm thử rồi. Bữa nay hai bịch rồi chưa đủ á. Không, bữa nào con không có nói tốt, nên con nói tốt. Cái dượng ở nhà dượng nhịn đói vậy sao? Đã, không, giờ giờ thì nói về là Khánh nhà, thí dụ Khánh kêu dượng mặn lâu. Là rất sáng là cậu Năm cậu cũng biết mà, là dượng không có ăn gì sáng, chỉ là uống trà, là đi mần. Chứ là kêu dượng ăn dây sáng là sớm là dượng không ăn. Vậy hả? À, vậy vậy đi mà chị hỏi gì tới? Nổi chứ, quen rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy chứ sáng cậu Năm có ăn cơ, ăn cơm mới đi mần á. Bởi vậy. Mà cậu Năm. Mà cậu Năm con mập không nổi. Mập không nổi. Chú Hoàng cũng phải là phải ăn miếng cơm mới được. Đó. Còn không là cũng phải quất tô cháo. Nhưng chứ là nói là mang bụng không đi là không có rồi đó. Đó là ăn phải canh củ mình là hấp cơm mình ăn chén mới được. Đó. Đó vậy. Mà có ai cũng vậy nha. Chứ anh không ăn không được. Con đói. Đói là nó lạnh nó không được cũng như nổ mà. Nói vậy chứ cái nào có sao mà. Sáng mấy giờ cậu Năm ăn cơm? Sáng hồi hôm cậu dậy 4 giờ. Cậu dậy rồi dập cả vòng vòng. Cơm nguội hay cơm sáng mà Năm nó sớm thì sao? Cậu mới hát, cậu mới hát con. Chứ mỗi năm mà kêu mở vậy mở rầy nó nói đại vậy đi. Giờ đó bác còn đang ngủ ngon rồi mà kêu quá vậy hấp cơm đi mần nha quá đây. Rồi tự ăn tự hấp đi. Anh tự lực rồi vậy hấp. Rồi em cũng vậy đó. Anh tự lực rồi. Chứ anh cũng cay tiếng hảo hận. Thì hỏi em không vậy. Em vậy thì em chăm mình nước em uống rồi em hấp cơm hay nấu cơm gì đó thì quyền của em. Tự lực nha. Đó, rồi cái gì nào nó muốn vậy thì nó vậy. Anh ở nhà cũng vậy, ăn chén rồi chén anh ăn anh rửa, còn quần áo anh ăn ủa anh anh bận anh giặt anh làm gì làm anh không có mượn, cũng như anh giặt sạch thì anh bận sạch quá anh bận dơ giặt dơ vậy gần giờ chứ anh không có mượn anh đừng đi chơi xe rồi được rồi. Thường thường dựng dậy sớm không vậy Tư? Ủa dậy sớm? Bữa nào á thì gái thì dậy 3 giờ dậy rồi. À. Sáng nay là mấy giờ cậu Năm xuống tới đây vậy? Hồi sáng giờ dựng xuống một lát đó mới 6 giờ dựng lại. Ủa cậu làm? Dạ. À, 6 giờ. Vậy là 5 giờ mấy ở nhà cậu Năm đi rồi? Ờ, à, 5 đúng giờ là cậu đi rồi á. Dạ. Ờ, 5 giờ là cậu đi. Thấy đâu đây con anh? À, nó hừng trời bị đan mình chạy dễ yếu quá. Dạ lỗ đan giống nó hừng trời đó mình đi vậy. Dạ. 5 giờ là nó hơi hừng mặt trời rồi, hừng cái trời mình đi dễ yếu. Dạ. Mà Dượng đi cậu đi với Dượng Tư chứ một mình thì cũng ấm đi. Ừ, đi có Dượng Tư. Dạ. Thì sáng thì sớm nói hôm qua mấy ông xuống ngồi đợi con. Dạ. Ừ, tới 7 giờ thì sáu giờ mới đi. Dạ. Đúng rồi, ở trả, hôm qua đợi cả tiếng đồng hồ. Khánh đâu biết cậu Năm đi sớm dữ vậy. Khánh tưởng là 7 giờ cậu Năm mới mặn. Ai ngờ 6 giờ là cậu Năm mặn rồi. Sáng là sáng 6 giờ thì cậu là. Khánh đâu biết đâu. Khánh cứ canh 7 giờ. Cậu thanh thủ á. Cậu thanh thủ. Có 6 giờ là ăn vậy rồi. Năm mấy 6 giờ thì Khánh cũng vậy rồi. Mà hả có công chuyện thì Khánh chạy sớm. Còn hả không có công chuyện thì nằm Khánh nướng không? Nằm biến một chút. Nằm nướng chút, nướng dạ. Cho nó khét. Rồi chiều con có về về trên nhà đó đâu? Có con Năm. Nói vậy thì coi như cái
miếng mơ có mần á thì con sắp đặt con chỉ trước cậu Năm dạ. Cái công chuyện gì đó dạ. Rồi để cậu Năm bố chú nào có mần, có mần kệ cậu dạ. Thì hồi sáng này cũng vậy á, sáng này cũng nói cậu Năm tức chịu qua ăn mấy cái cài ha dạ. Còn ba này rồi hồi thì tầm cái này không vậy, cái con chút nữa con kiếm mấy chỗ tầm mấy cái cây mít rồi này kia à. Xong rồi còn mấy cái táo nữa con, còn nhiêu táo chắc cũng 20 cây nữa cậu Năm à. Đó. Giờ ở trên cái bờ thành đó cũng khoảng cả chục cây rồi á đó. Đó. À. Chỗ đám sậy nữa à, đào lỗ đó nữa là mai mốt và đặt cây dưỡng tương sôi nha. Mai mốt thì cho tôi số điện thoại thì tôi điện dưỡng tương sôi về chút cô làm nha. Ừ. Thì... coi như là ngày hôm qua bữa hổm là Khánh mua một bao phân vi sinh. Đó. Rồi ngày hôm qua mới mua thêm một bao nữa mà trồng hơn bốn chục cây ổi đi. Nhưng mà một bao phân vi sinh là thiếu. Rồi cái này là bao phân dê nè, bữa Khánh có mua sẵn để sẵn luôn á. Giờ cái chỗ nào thiếu con hàng thôi, thiếu con hàng mà 5 mô. Bây giờ mình lấy phân dê mình thay thế phân vi sinh, cũng là phân hữu cơ. Gan luôn, cái tươi đâu có nó dư mô nào đó. Nói vậy. Mà đủ luôn. Hồi nào ông nghe còn ông ơi, ông nói dư mấy cây ông ơi. Nói mẹ vậy. Nói sao được ta. Khánh đi mua dư mấy cây. Ổi á, Khánh đi mua 2 lần. Không biết chỗ trồng đâu đây. Trời ơi đó. Dư 3 lần. Khánh mua 3 lần ổi. Mà Khánh cũng không có tính trong đầu là mình đã mua bao nhiêu ổi, mình chỉ nhớ là một lần mình chở bao nhiêu về, mình nhắm mình chở được bao nhiêu thì mình chở. Mua đúng 3 lần về. Và trồng vừa đủ luôn, vừa đủ mô 4 cây luôn, vừa đủ mô vừa đủ đất luôn, phân đồ quay không có tính. Tôi nói vậy hả, không có tính trước mặt lên vừa đủ tính thì thâu không à. Đây, con múc cho cái này qua chưa, qua chưa gì đâu, qua thằng chưa có thể qua đó. Cái phân này đủ hơi nhiều đại đi bây giờ nó hưởng gia tài luôn rồi. Phân này nói nha. Dốt hưởng gia tài rồi. Phân này bữa nay trời nắng mấy em mới xài được, này gặp trời mưa xài xài. Trời mưa chị nhẹ. Dạ. Đổ đầy mà lỗ thôi. Đó, đó giờ nó hưởng gia tài cho Út mà. Thế Năm. Dầm ra cái hướng chứ bà. Sao lông nhiều quá ta, thì phân hữu cơ là nó dê già nó rụng lông chứ, giờ con hỏi sao nữa. Là con dê rụng lông hay chứ bà, con bò rụng lông không, ví dụ phân bò nó có lông bò không, giờ chỉ con dê thôi. Thao đó đi, không có, đây là chỉ có phân dê mới có lông dê, phân bò là không có lông bò. Phân dê nó tốt á thì tóc bò tàn màu phát, còn con bò thì tốt thì nó ấy, nó còn đủ. Thì có khuyến mãi mấy giờ nữa thì nó là có à. Dạ hả, có khuyến mãi mấy giờ dạ.
ví dụ một kiến mãi mấy con dòi chứ. Này đúng là vi sinh luôn. Đấy, trồng cây là mua phân này không? Đó. Phân này nó mất không? Này đắt đắt chứ anh không? Con thị nó hao là bao thức ăn như vậy nè, mà vô phân bất cứ phân bò, phân heo gì cô ha. 80.000 bao. Vậy là mình đây chở ra ngoài á. À. Mình đây 40 chở ngoài hay là 40.000 nữa là 80. À. Mà nó hô hà mấy người nào chở ra bán là không có phân bán. Là mà cái loại phân bò mà đủ đổ đó lên thôi. Nó cát. Thì bỏ đất này cho. Tại vì nó chơi phân tươi mà nó phơi cái thắng nắng nó phơi trực tiếp luôn. Ừ. Chứ không phải để chơi đợi quay. Khi mà nó miếng nó có sân nó trời phân tươi vậy rồi chút ra rồi phơi ào liền. Rồi ráo là nó vô bao á. Chứ đâu đợi tới khô rồi tới đi tới mình là nó khô mẹ nó rồi. Bởi vậy anh Khánh á, nó sợ nó hơn nó làm không nổi thiệt, vì nó đừng bạn gái. Ta yếu chân mềm, theo tầm cái này phải nuôi chừng 4 con bò. Cái đó nó thể tôi tắm bò lấy nước cái tôi tưới luôn. Rồi cất rẻ ra hốt bỏ tại thôi, gốc luôn. Thôi con thấy con bò con sợ quá. Trời đó, đó là con báo quá. Con báo chứ con bò hả? Lên quá trời, thấy anh làm không nổi gì thôi. Không, thằng có Khánh biết mà, thằng em thứ năm thôi, giờ nó nuôi bò, nó giờ anh lên bắt con bò về, anh đi cắt cỏ thì anh đẻ thì anh nuôi đi, tôi nói thôi đi mày, mày đem con báo về tao chết nữa. Thằng báo chứ thằng bò. Đó, Dung ha, thằng Khánh có đi lên chú Lâm đâu. Đó bây giờ chứ có thiệt chứ không phải mà mình nói nó kêu anh bắt con hồi nãy về nuôi đi anh cắt cỏ tao nói thôi mày để tao sống. Còn tướng làm gì chưa đổ thêm thao để làm đầy đất. Thì cũng phải đẩy lại chứ không đẩy gì sao được. Mới con thao à. Cái này đầy ơi. Mới con thao à. Thì nó đầy rồi thì thôi chứ. Để thôi đi. Qua đây. Chú ăn kia đi. Giờ mới ra. Giờ tính bắt buộc phải moi ra sao đây. Cái ông tư xôi này sao bữa nay giờ chịu chứ không có ta. Xôi chưa đủ. Chưa đủ có phải không? Chưa đủ xôi rồi khó quá. Đó là không phải khó, không phải khó. Đi tới trồng rồi giờ nó con thao giờ tính rồi bắt buộc là phải moi lên hay sao đi chứ. Mấy chó. Mấy chó không thợ cho mấy ông hậu. Nói chứ gặp vượng ở đây là tôi trồng cây về ha, có điện đàng hoàng ha. Mà có đường xe vô ra được á. Để nuôi bò là đâu khỏi tốn một đồng bạc phân khoa học. Tiền về vượng lấy cỏ đâu chẳng ăn. Đó ở đây nè. Đem về nuôi nhiêu đây đủ hết gì trời đất ơi, đã hết cái đất này, thí dụ Khánh chỗ nào trồng cây thì tôi nhét cỏ, còn không trồng cây cũng nhét cỏ. Khỏi lo về gà nuôi dê gì đó cắt thì tối ngày đó nó lòng nội, nhưng mà bữa nay ăn thứ này mới ăn thứ kia chứ còn ăn thứ không ăn dê á. Dê nó khó chịu hay lá bao lá này đó kia. Nó ăn bữa nay ăn cỏ là môi phải ăn lá cây. Ừ. Chứ nó ăn thứ lượt thôi nó la làng má ơi má ơi. Còn đói vô nói. Đâu có ở với tôi có thằng Hùng ở nuôi á. Nó cho ăn lá bao không à. Mà tới đây tối ngày không. Hùng ơi Hùng. Thì đó nó chưa ra rễ nhiều á. Thì nói chung nó vậy nó bữa nay là chương trình trò mỏi tới đây là hết rồi à, đúng 40 cây luôn à, Khánh trồng là 2,5 mét một cây, 2,5 mét một cây dành dây trồng cho mình lên mô trồng dây thì thứ nhất đó là nó khi mà nước ngập á thì nó không có bị ôi, nó không có bị kiểu như là hư rễ á, không có bị hư bộ rễ. Chờ khi nào mà
coi coi thời gian khoảng tháng 2 tháng nữa thì coi coi cái sự phát triển của cây ổi nó được như thế nào. Nếu mà đàng hoàng, đâu đó đàng hoàng rồi thì hắn sẽ cho nó cái rãnh, cho nó làm cho nó cái đường rãnh, cho nó thoát nước rãnh xuống dưới dũng luôn, cho nó nhanh thoát nước. Tới mùa nước ngập thì mình không sợ nữa. Con ơi, mai mốt á cậu Năm, mời chiều nay cậu Năm về, cậu Năm chặt cho con vài nhánh cô hú đi con cậu. Hả, cậu để dành uống nước chứ gì ta. Cái đâu có ta. Cái chỗ nhà mốt á. Rồi để ngồi ha, có. Chỗ nhà mốt mà cái mặt giáp ranh với đi. Đi hùng á hả? Dạ. Để con về cho họ không. Dạ con. Cái mắt nó còn á. À còn rồi. Dạ. Giờ thẳng chú Hoàng có con dao bén, bén ngon dữ lắm ngon. Đừng phá cái bụi tre này. Rồi mình đem mấy cây mận ăn phước á, mình tầm cái chỗ này. Chỗ này là tầm mận ăn phước. Đây là vũ khí để mình chống chọi lại mấy cái con kê tặc. Giờ mình sẽ sau khi mà trồng mấy nhánh ổi xong xuôi hết rồi thì giờ tới lượt 4 nhánh mận. Ở đây Khánh có 4 nhánh mận ăn phước thì giờ thôi cho nó gom vô chỗ luôn đi. 4 nhánh thì cho nó vô khu này luôn. Rồi chia nó ra. Lấy đo được đủ 4 thước thì 4 thước cây vậy. Mình thả tay mấy em. Hồi xưa đằng đó em chưa đo có 2 cây đó đó. Tìm nó 2 cây. Rồi tới gì luôn gì đó. Ngày hôm nay thì trời đẹp hơn ngày hôm qua. Nắng chang chang. Từ hồi sáng tới giờ luôn. Mận thì cái tàn nó hơi bự cho nên là giờ mình cho nó 4 thước 1 cây. Rồi anh với nhỏ tầm không? Hỏi. Hốc cất chè đổ vô. Khoan từ từ để đi xây cái vòng ngoài thì cái đổ vô vô tông. Người ta đổ cái giáp vào người ta sẽ ủn đất mình đắp vô luôn. Thì cũng vậy để lại chứ có gì đâu. Khó quá gì không tôi. Mận thì cách nhau 4 thước 1 cây. Cây mận này nó cũng già đời lắm rồi. Rễ nó ra vàng khè. Đó, trời ơi nó rễ. Rễ nó ra. Nó thơm. Cái cây không hả? Ừ. Có thằng có, thằng không có mới găng. Mấy cậu nói là phân dê này khi mà mình hốt bằng tay thì hồi nó có cái mùi kỳ kỳ. Cho dù mình sẽ rửa tay sạch sẽ rồi tắm đi ông ơi hoài á. Nó mới tắm này bây giờ cái vô cái tắm đi ông ơi vậy. Kỳ vậy ta. Cái bà này ra chú kỳ ta. Kỳ vậy ta hả? Ừ. Mới tắm vô rồi cậu nhẹt này còn kia tắm đi đi ta. Hôm nay nó có vấn đề ngộ ha. Bởi vậy. Con dòi con gì nó tại đó. Con dòi á cậu Nam. Không biết con nó không biết con gì cái nó. Con nó ngoe đó. Mới có cái mùi kỳ kỳ á Nam ơi. Tại vì cái lớp này nó có đất còn sáng sâu xuống cái nó bị cát không. Là cái mùi này cũng gái miên. Cho
Ngày bà Năm mới hỏi nó cái miên à. Có gì ông Năm ông Tư qua đỡ giùm ông Tư nói ổng nói là cái miên nha. Nay đi gặp gì đấy ông ngủ Năm ở lại chơi tôi về trước tôi bóc cá rồi chị Năm bữa nay gặp cái miên gặp cái miên dẫn anh đi rồi là về hỏi gì nó đi gặp cái miên là tôi lại ông mới bố con đi đi luôn đi đi qua miên ở luôn đi ông đừng đi gặp cái miên nữa nghe nó lại ông luôn hả đi cái miên về nghe cái mùi kỳ kỳ mận thì mình không có dung cao giống như là ổi. Mận này thì mình chỉ để cái bầu xuống đất vậy nè, rồi mình cái bắt đầu mình dung đất lên. Rồi. Y vậy. Đó. Chứ mình không có xi mô gì hết. Mận mình trồng trọt cũng được không sao. Diện Tư ở đằng kia thì Diện Tư chặt mấy cái tàu lá dừa cầm xung quanh bảo vệ mấy cây ổi phía trong này, tại vì cái hàng phía trong là cái hàng mà kiểu cát á, cát nhiều hơn đất, còn mấy cái hàng phía ngoài, ba hàng phía ngoài này á, đất nhiều hơn cát, thì thành ra là tụi nó rất là khoái cát á, thì che nó lại bảo vệ cái ổi. Mấy tàu lá dừa cầm vậy nè.